Xin chào tất cả bà con cô bác. Thì hôm nay Thảo cũng có duyên với anh Thành, thì về phần của ngài quý bà con cô bác anh chị đi lên trên Điện Kỳ Quế. Thì hồi bữa nay thì có chị Thanh Tâm nghe quý bà con cô bác anh chị. Thì chút xíu nữa là sẽ có một gương mặt của chị đó tên gì quên tiêu ta. Diệu Hiền. Diệu Hiền. Của chị Hiền nghe quý bà con. Cũng trong cái trang phục bộ đồ quận chúa nghe quý bà con cô bác. Thì ở đây cũng có chị Thấm. Chị Thấm nè quý bà con cô bác anh chị, thì cũng có là một cái phần linh căn mọi người. Thì hôm nay thì Thảo với anh Thành đi lên ở trên Điện Cây Quế. Rồi sẵn cũng như là ghé thăm chị Thanh Tâm luôn quý bà con. Lúc trước chị Thanh Tâm cũng bị hành căn đó, thì cũng được anh Thành cũng như các phần linh căn khác, cô bé hỗ trợ giúp cho chị Thanh Tâm. Thì bây giờ là chị cũng đỡ khỏe nhiều nhiều lắm rồi quý bà con. Thì anh Thành hỗ trợ về cái phần thần lực, chị cô bé thì hỗ trợ về cái phần cũng như là bắt vong. Thì mỗi người đều hỗ trợ tiếp cho chị Thanh Tâm để cho chị khỏe lại mọi người. Bây giờ là mình đang đi lên trên Điện Cây Quế. Đây chị Thanh Tâm nha quý bà con, đang đi lên ở trên Điện Cây Quế đây. Hôm nay chị trong cái bộ trang phục như là công chúa vậy mọi người. Nay đi về ở trên Điện Cây Quế để trình lễ bà con cô bác. Công chúa đi lên. Công chúa đang đi lên nha. Chào tất cả mọi người trong và ngoài nước nha. Rồi phía dưới đây là chị Quyền nha. Đây Lê Thanh. Cái này đi lên hết chỗ mệt rồi. Mệt hả? Đây Hải Nguyễn. Này quá đông rồi tụ rồi. Đây là đặc biệt cũng có anh Thành nữa nha. Đây Diệu Hiền tròn. Đây cũng công chúa đó này nha. Dạ. Người này tim đang đập nhanh. Giờ tim đang đập nhanh không? Chắc là nhanh. Đúng không? Nhanh sơ sơ. Đang hồi hộp. Hộp quá. Rất là đang hồi hộp trong tâm. Sợ đang đập phịch 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 luôn. Tĩnh tâm lại. Chỗ nha. Để mà đó
nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi, đừng mở mắt ha. Giờ cho nhẹ lại ha. Mai mốt đừng xin vụ gì nữa ha, không phải đâu ha, căng không phải gì đâu ha, căng không phải tên đó đâu, luôn cả cái căng cũng vậy, không nên xin gì nữa, để người đời tao tạo nghiệp ha, xin phải đúng ha, hơi thà tốt nhất đừng xin, đừng cho ai biết ha, xác giữ lại cái tâm ha. Tâm đang mê lắm đó. Ảo rất là nhiều ha, đang bị ảo ha, nhưng căng có, nhưng xác bị ảo, cán nắm tâm chặt lại, đúng không, để nhận ra cái nào đúng cái nào sai, đúng không. Tâm đừng mong cầu, nếu mong cầu cho chạy theo ảo tưởng, ảo tưởng là nó sẽ đâm ra là tâm thần. Tâm linh có nhưng dễ bị tâm thần, nên nắm tâm cho chặt lại. Tâm động lắm, nắm tâm chặt lại đi ha, đừng chạy theo vô hình. Cái này là với cái gì, cái người gì đó tay mặt tay trái ha, người này sợ người kia lắm, rất là sợ, người này dữ hơn. Muốn khóc hay gì? Giờ tới tâm muốn khóc phải không? Đang dừng lại phải không?
giật cái tâm lại đi, cho nó nhẹ lại. Người này bị khóa lắm, vô hình bị khóa. Nên gắng chủ tâm lại ha. Về gắng tụ chân tâm lại. Dạ. Chứ tâm động. Đây là mang lĩnh mẹ ha. Mẹ Quan Thế Âm. Mang lĩnh mẹ, có điển mẹ luôn. Đệ tử của mẹ, tay mặt tay trái. Chỉ nói gì thôi, tiết lộ gì thôi. Về thời mẹ Quan Âm luôn ha, có điển mẹ đó ha. Nhiều lúc nhà có cho mẹ. Có điển mẹ. Có điển mẹ Quan Âm. Lâu lâu chứ không phải là thường xuyên. Lâu lâu mới có một lần, chứ không phải là thường xuyên là có. Giờ khỏe chưa? Nhẹ chưa? Nhẹ rồi, giờ rửa xác lại cho nó khỏe lại ha. Thở nhẹ chưa? Kiểm tra hơi thở rồi. Nước tay của ai vậy? Rửa, uống miếng nước rồi rửa tay, rửa xác lại cho nó sạch sẽ lại. Rồi gắn về trụ lại cái tâm nha. Đừng mong cầu gì hết, cứ đi tâm không. Rồi chuyện vô hình để vô hình giải quyết. Khi nào có duyên, ai có duyên thì mình giúp. Vậy đó. Con đâu biết giúp ai đâu. Tự động trên ta xây chuyển, mình chỉ là cái xác gắn tu được rồi. Còn con này nói là con không có làm gì được mà người ta kêu con. Kêu thì kêu, kệ đi. Mình chứ có duyên thì độ, không duyên thì thôi. Giờ thì người ta kêu mình giúp tin. Còn con không có biết làm gì hết á. Thì mình cái xác mình biết cái gì, giờ vô hình về mới biết, mới biết được. Con làm nè, bữa con làm nè. Cho người ta biết á, cho người ta tin đó. Kệ đi, giờ người ta không tin tin thì thôi. Tin thì độ, không tin thì thôi. Vậy đó. Đúng không? Có duyên thì đến, duyên thì đi. Ngồi rửa xác đi. Để nhường cho bà con ở đây nữa. Mình đi xuống dưới đi. Nguyện tâm mãi cho lòng thủy chung, giống như ly rượu cay, có uống đến đâu cùng say. Ta như lãng quên một đời, thuyền chân buồn một lời. Lành đôi tay trong màn đêm gió bay, thế mới hay cho sự ly biệt. Tìm hoài trong mưa người đã quên chưa, giờ tan nát cõi lòng mới chợt nhận ra. Thôi con không hát đâu. Nói là hát là khóc mà, hát làm cái gì? Ngài ơi à. Ngoài lại khóc nữa rồi. Khóc hoài, bắt chước mình khóc hoài. Mình phải còn mẻ, làm sao khóc được. Không có khóc được đâu. Cái nước mắt này là không, không phải đâu. Là nước mắt này là nước mắt niềm vui, chứ làm sao mà khóc được. Khóc làm sao mà đẹp được. Làm sao mà đẹp được. Mọi người, ta đây không có khóc được đâu. Bởi vì ta có một cái sức mạnh. Làm sao mà khóc được, làm sao mà yếu đuối được. Không có thể nào yếu đuối được như vậy được. Tại vì cái bài hát đó có chứa đầy tâm trạng cho nên mới như vậy thôi. Chứ làm sao mà yếu đuối được. Ta không yếu đuối được đâu, bởi vì ta có một sức mạnh. Có một sức mạnh đó để gắn kết mọi người về với nhau, yêu thương nhau hơn. Sống bằng tình yêu thương chân chính, lúc nào cũng biết người biết ta.
Như vậy là đã cảm thấy hạnh phúc rồi đó mọi người ơi. Hôm nay ta thật sự rất là vui bởi vì có mọi người nơi đây đã hội tụ về đây. Oshimini Galaxy à, cha mẹ đã gắn kết lại với nhau đây mà. Cha mẹ đã xoay chuyển cho tất cả mọi người lên đây để nhìn thấy con như thế này đây. Con thật sự rất là vui. Xưa kia con như thế này, bây giờ con lại thay đổi. Con người phải thay hồn đổi xác chứ khóc được. Không thể nào khóc được đâu. Vui lên, vui lên, hạnh phúc lên, sao mà khóc được. Đang trong lúc này thì con khóc là con hết đẹp luôn á. Em ơi, về Phật ơi, xin chào tất cả mọi người. Oshimini Kishi hội tụ về với nhau. Oshimini Kalesi à. Coi trên YouTube ta thấy cô. Ở đây gặp cũng là có duyên thiệt chứ. Có duyên lắm, có duyên lắm. Cha mẹ sẽ chuyển lên đây mà sao không có duyên được. Oshimini Kalesi à, tập trung mà. Tất cả mọi người về đây hội tụ trên núi cống này thật sự rất là vui, cha mẹ vui lắm đó. Bởi vì các con cái trở về sống bằng tình yêu thương, lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ đón cha mẹ. Tại vì con người hiện tại bây giờ thì đang mê lầm vào đồng tiền quá, nhưng mà mình nghĩ mình quay về với cha mẹ là điều cha mẹ rất là mừng, bởi vì cha mẹ đang đón chờ con cái trở về để mà cùng với cha mẹ chiến đấu con quỷ xe tạng tới cùng để nó lộng hành nơi đây quá nhiều khổ sở dữ lắm. Nhưng hãy vui lên, giờ phút này là không khóc nữa. Làm sao mà khóc được chứ, khóc hết đẹp luôn. Vui quá tất cả mọi người.